Chào mừng quý vị, các đồng chí và các bạn đã đến với chuyên mục An ninh Quảng Trị. Trong chuyên mục hôm nay, sau phóng sự giải quyết thủ tục làm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho bà con nhân dân xã A Rơi, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự Công an phường Đông Lương nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau thời gian dài kiên trì, nỗ lực của chính quyền các cấp và các cơ quan, ban ngành, đến nay hơn 40 hộ với hơn 240 nhân khẩu tại xã A Rơi đã được Chủ tịch nước ký quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Công an huyện Hướng Hóa đã về tận xã A Rơi để làm các thủ tục chứng minh nhân dân và hộ khẩu cho bà con nơi đây. Trong số những trường hợp được giải quyết các thủ tục lần này có bà Hồ Thị Sơn, 67 tuổi. Đã trải qua gần hết đời người, những người già ở bản như bà Sơn không khỏi vui mừng khi cầm trên tay quyết định được Chủ tịch nước công nhận quốc tịch Việt Nam, được cán bộ công an về tận nhà cấp các loại giấy tờ chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Trẻ con sẽ được làm giấy khai sinh và đến trường học chữ. Những người già, người có công với cách mạng sẽ được hưởng các chế độ chính sách một cách thỏa đáng. Cuộc sống của người dân nơi đây sẽ bớt vất vả và sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Lâu nay mẹ không có nhà, không có hộ khẩu. Giờ được nhà nước quan tâm cho vào, cho mũi, được cán bộ giúp làm chứng minh, làm hộ khẩu. Mẹ vui lắm, cảm ơn Đảng, nhà nước. Trước đó, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Công an tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch số 5670 về việc triển khai công tác đăng ký thường trú, cấp chứng minh nhân dân đối với trường hợp người Lào di cư tự do, kết hôn không giả thú, đã được nhập quốc tịch Việt Nam. Thực hiện kế hoạch đó, Công an huyện Hướng Hóa đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương để triển khai các nội dung đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng pháp luật. Sau khi các cái trường hợp bà con ở bản Ái Giới Đỡ được nhập quốc tịch thì công an huyện đã là cử cán bộ trực tiếp xuống là ở thôn Ái Giới Đỡ để giải quyết các thủ tục cấp sổ khẩu, cấp chứng minh nhân dân cho toàn thể cái bà con mà có quyết định nhập quốc tịch. Đặc biệt thì rồi cũng trực tiếp đến tận các hộ gia đình mà có các cái trường hợp mà vì là điều kiện là đi lại và là sức khỏe không thể trực tiếp đến trụ sở giải quyết hộ khẩu chứng minh nhân được thì cán bộ trực tiếp tận nhà để mà cấp mà cái sổ khẩu chứng minh cho bà con, đảm bảo thì tất cả các trường hợp mà có quyết định công nhận quốc tịch là đều được có sổ khẩu cũng như chứng minh nhân. Qua đó cũng đã là giải quyết cấp hộ khẩu chứng minh nhân cho các trường hợp được nhập quốc tịch nhằm cho bà con an tâm ổn định cuộc sống cũng như là hưởng các cái chế độ bảo trợ đối với như một công dân Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2019 đến nay, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hướng Hóa đã tổ chức hai đợt làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân tại địa bàn xã A Rơi. Ngoài những trường hợp để làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, cán bộ chiến sĩ đã về tận nhà giải quyết cho các trường hợp đặc biệt như người già neo đơn, ốm đau, không đi lại được. Qua hai đợt đã có 41 hộ với 201 nhân khẩu được đăng ký hộ khẩu thường trú, 167 trường hợp được cấp chứng minh nhân dân. Để làm được điều này, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã sắp xếp thời gian, công việc một cách hợp lý để về cơ sở phục vụ nhu cầu cho bà con. Quá trình tiếp xúc, làm việc còn gặp khó khăn do một số trường hợp bà con không biết tiếng Kinh, kê khai không đúng với thực tế. Nhưng với tinh thần và trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ đã hướng dẫn tận tình cụ thể để giúp người dân hoàn thành các thủ tục từ việc điền thông tin vào tờ khai đến việc lăn tay, chụp ảnh. Việc làm chỉ đơn giản vậy nhưng bà con vui và quý tấm lòng của cán bộ công an rất nhiều. Trong thời gian tới, Công an huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, vẫn tiếp tục tiến hành các thủ tục đối với những trường hợp còn lại, tạo mọi điều kiện để bà con xã A Rơi được đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, từ đó mạnh dạn hơn trong vay vốn làm ăn thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, những năm qua, cùng với sự phát triển chung của thành phố Đông Hà, phường Đông Lương đã có nhiều khởi sắc,
đang phấn đấu trở thành trung tâm đô thị phía Nam của thành phố. Góp phần vào sự phát triển chung đó, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, đồng sức của quần chúng nhân dân, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an phường Đông Lương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Phường Đông Lương nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Đông Hà. Từ năm 2005, phường Đông Lương đã được tỉnh chọn đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Đông Hà, tạo động lực cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị nói chung và của thành phố Đông Hà, phường Đông Lương nói riêng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì mặt trái của cơ chế thị trường đã làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặt ra không ít khó khăn đối với lực lượng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự. Xác định vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công an phường Đông Lương luôn chủ trọng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xây dựng nhiều kế hoạch nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển vững mạnh, góp phần ổn định tình hình. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, công an phường Đông Lương phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới mọi người dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thông báo để nhân dân biết rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, kết hợp với việc thực hiện tốt các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, trên địa bàn phường đã xây dựng 8 mô hình khu phố không tội phạm và tệ nạn xã hội, 1 mô hình Phật tử niệm Phật đường đại án tham gia giữ gìn an ninh trật tự và văn minh đô thị, 1 mô hình camera phòng chống tội phạm và đang vận động xã hội hóa để triển khai mô hình này ra toàn phường. Là cái mạng an ninh trật tự là tôi biết trong phạm vi khối phố là làm rất tốt. Ví dụ như nhân dân này đã bỏ tiền ra bắt các camera an ninh để cho trật tự. Thứ hai nữa là cái hoạt động của công an khu phố rất nhiệt tình, và nhất là cái lực lượng mà từ về trong các ngày lễ Tết là tập trung tại khu phố, rồi là nhất là những cái lễ quan trọng đó, là khi nào có mặt mấy đồng chí được phân công mà đồng chí khu vực đó, là làm rất tốt, có nghĩa là dự họp đồng thời là nói rõ cho cán bộ và nhân dân là những cái cách thức để mà phòng tránh những cái tệ nạn xã hội bị xâm nhập, ví dụ như là các cái hiện tượng lừa đảo, các cái hiện tượng mà sẽ nhất là thanh niên dễ xa vào con đường đó. Bên cạnh đó, công an phường còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tổ chức cho 100% hội gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về an ninh trật tự, phối hợp với cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác đăng ký tạm trú tạm vắng, đặc biệt là các nhà trọ, nhà hàng, khách sạn đóng trên địa bàn. Công tác quản lý giáo dục và giúp đỡ người lầm lỗi tại hòa nhập cộng đồng luôn được lực lượng công an phường Đông Lương chú trọng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, công an phường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ban điều hành các mô hình, các khu phố, phối hợp quản lý giúp đỡ được 14 trường hợp tại hòa nhập cộng đồng. Hầu hết những người lầm lỗi được giúp đỡ đều đã nhận ra sai lầm của bản thân, từ đó có hướng phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được công an phường đẩy mạnh. Hàng năm, công an phường đều xây dựng các kế hoạch đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, kế hoạch đấu tranh chống khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, xử lý vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường. 6 tháng đầu năm, công an phường đã phát hiện xử lý 34 vụ với 55 đối tượng vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt hơn 60 triệu đồng. Phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ 5 vụ với 5 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong thời gian tới thì công an phường cũng đã có xây dựng một số kế hoạch trọng tâm để thực hiện để ổn định tình hình. Thứ nhất đó là tăng cường thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và của Bộ Công an về việc là phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tuyên truyền các nội dung của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn phường để tạo một thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo nhân dân từ phường
xây dựng, phát triển và nhân rộng các cái mô hình an ninh trật tự trên địa bàn phường. Với phương châm thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, vượt qua nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ công an phường Đông Lương luôn nỗ lực từng ngày vì sự bình yên địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Chương mục An ninh Quảng Trị tuần này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.